Lại nữa, pháp vô ngại trí biết tánh nhất thừa bình đẳng, nghĩa vô ngại trí biết tánh các thừa khác biệt. Từ vô ngại trí nói tất cả thừa không khác biệt, lạc thuyết vô ngại trí nói mỗi mỗi thừa vô biện pháp. Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại dùng tướng đại tiểu thừa căn cứ quyền thật để phân biệt pháp nghĩa, y chứng diệu dụng bốn vô ngại trí. Pháp vô ngại trí như thật tức là pháp, biết đại thừa, tiểu thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Phật thừa đều là bình đẳng một tánh. Nghĩa vô ngại trí, biết quyền tức là nghĩa, biết các thừa vốn là bình đẳng một tánh nhưng phân biệt để quan sát tỉ mỉ. Mỗi một thừa lại có tánh khác nhau của nó. Từ vô ngại trí, có thể ba thừa quy về một thừa tức là từ. Bồ Tát biết Phật vì chúng sinh căn tánh bất nhất mà quyền tuyên nói ba thừa. Kỳ thật mỗi thừa chẳng có tánh phân biệt. Lạc thuyết vô ngại trí, khai phương tiện môn tức là vận dụng lạc thuyết khéo léo. Bồ Tát sẽ nói mỗi một thừa đều có vô biên phương pháp, tùy tâm hành chúng sinh khác nhau, tùy cơ dùng nhiều pháp xiển minh, nói pháp các thừa. Pháp tuy nhiên là vô cùng vô tận vô biên, nhưng đều là một việc mà thôi. Lại nữa, pháp vô ngại trí, biết tất cả Bồ Tát hạnh, trí hạnh, pháp hạnh, trí tùy chứng, nghĩa vô ngại trí, biết thập địa phần vị nghĩa khác biệt. Từ vô ngại trí nói tướng địa đạo không khác biệt, lạc thuyết vô ngại trí nói tướng mỗi địa vô biên hạnh. Lại nữa, pháp vô ngại trí y vào trí này biết hạnh môn tu hành của Bồ Tát, trí huệ khai mở các phương diện hạnh môn, pháp môn các pháp phương tiện viên dung, y cứ trí huệ vô hạn tùy tu tùy chứng. Nghĩa vô ngại trí có thể minh bạch nghĩa lý và pháp môn khác nhau của mỗi địa trong thập địa. Từ vô ngại trí phân biệt nói rõ đạo lý thập địa và chẳng có phân biệt tướng trạng. Lạc thuyết vô ngại nói rõ tỉ mỉ về vô lượng vô biên tướng trạng và cảnh giới tu hành mỗi địa trong thập địa. Lại nữa, pháp vô ngại trí biết tất cả Như Lai một niệm thành chánh giác. Nghĩa vô ngại trí biết đủ thứ thời, đủ thứ nơi, thảy đều khác biệt. Từ vô ngại trí nói thành chánh giác khác biệt. Lạc thuyết vô ngại trí nơi mỗi câu pháp vô lượng kiếp nói không hết. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nói lại nữa, tăng thêm sự thuyết minh bốn vô ngại trí thủ thắng. Pháp vô ngại trí biết mười phương ba đời có thể ở trong một niệm thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Nghĩa vô ngại trí biết được đủ thứ thời kiếp khác nhau và ở trong cõi nước khác nhau thành chánh giác, tùy việc thành chánh giác hiện thân tướng Phật, y cứ chánh báo. Từ vô ngại trí là nói Phật thành chánh giác, dùng đủ thứ pháp môn khác nhau tu chứng được. Lạc thuyết vô ngại trí trong mỗi câu pháp bao hàm pháp nghĩa, dù có trải qua vô lượng kiếp thời gian nói cũng không hết được. Lại nữa, pháp vô ngại trí biết tất cả lời lẽ sức vô sở ý Phật pháp bất cộng, đại từ đại bi biện tải phương tiện truyền bánh xe pháp, trí nhất thiết trí tùy chứng của Như Lai. Nghĩa vô ngại trí biết Như Lai tùy tám phạn 4.000 tâm hạnh căn cơ hiểu biết âm thanh khác biệt của chúng sinh. Từ vô ngại trí tùy hạnh của tất cả chúng sinh dùng âm thanh khác biệt của Như Lai để nói. Lạc thuyết vô ngại trí tùy tín hiệu của chúng sinh dùng trí thanh tịnh hạnh viên mãn của Như Lai để nói. Đây là bổ sung lần thứ 10 đối với bốn vô ngại trí để tăng thêm sự xiển minh. Pháp vô ngại trí biết được lời nói âm thanh của chư Phật, hay theo ý ngữ của mình, hay theo ý ngữ của người khác, hay theo ý ngữ của mình và người khác. Lực là chỉ có thể phá mà kiều mạn, vô ý là hàng phục ngoại đạo, bất cộng là chẳng cùng chung có sự khác nhau nơi nhị thừa. Từ bi là luôn luôn thuyết pháp không mỏi mệt. Biện tài là thuyết pháp viên dung thông đạt vô ngại, chẳng bị vấn nạn bên ngoài đến khuất phục. Phương tiện là hay tùy thuận vật cơ. Truyền pháp luân là dễ nói chánh pháp. Dùng pháp vô ngại trí, dùng 10 lực của Phật, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng nơi nhị thừa, có tâm đại từ đại bi, phát huy biện tài vô ngại, phương tiện khéo léo để truyền bánh xe pháp, đại trí huệ trong hết thầy trí huệ của chư Phật tùy chứng được. Nghĩa vô ngại trí biết được Phật có thể tùy tâm ý của 8.000.000 loại chúng sinh mà nhiếp thọ họ, có thể tùy hành của 8.000.000 loại chúng sinh mà ảnh hưởng họ, có thể tùy căn tánh của 8.000.000 chúng sinh mà khế hợp họ, có thể tùy trình độ lý giải của 8.000.000 chúng sinh âm thanh khác biệt mà giá hóa họ. Từ vô ngại trí tùy tâm hành của tất cả chúng sinh dùng viên âm của Phật nói pháp đối với chúng sinh,
khiến cho chúng sinh tùy loài đều hiểu được, giống như Phật dùng âm thanh khác nhau để nói pháp. Lạc thuyết vô ngại trí, tùy theo sự tin hiểu của chúng sinh, dùng trí huệ của Phật thành tịnh viên mãn đối với chúng sinh dễ nói diệu pháp, đều khiến cho chúng sinh ngộ vô thượng đạo. Phật tử Bồ Tát trụ địa thứ 9, đắc được vô ngại trí thiện xảo như vậy, đắc được diệu pháp tạng của Như Lai mà làm đại pháp sư. Bồ Tát Kim Cang Tạng giải thích xong bốn vô ngại trí xong rồi, lại gọi một tiếng ca vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tu tập pháp môn địa thứ 9, chứng được thiện huệ địa, đắc được rất nhiều phương tiện thiện xảo vô ngại trí như đã nói ở trên, cũng đắc được pháp tạng thâm diệu của Phật, do đó mà Ngài hay vì thế gian làm đại pháp sư. Đắc được nghĩa Đà La Ni, pháp Đà La Ni, trí Đà La Ni, quang chiếu Đà La Ni, thiện huệ Đà La Ni, chúng tài Đà La Ni, hoài đức Đà La Ni, vô ngại môn Đà La Ni, vô biên tế Đà La Ni, đủ thứ nghĩa Đà La Ni, trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni, như vậy đều được viên mãn. Dùng trăm vạn A Tăng Kỳ môn âm thanh biện tài thiện xảo mà diễn nói pháp, lại đắc được pháp môn nghĩa Đà La Ni tổng trì, pháp môn giáo pháp Đà La Ni, pháp môn trí huệ Đà La Ni, pháp môn quang chiếu Đà La Ni, quang là từ quang nhiếp thọ, pháp môn thiện huệ Đà La Ni, chúng sinh căng cường thì sử dụng thiện huệ để hàng phục, pháp môn chúng tài Đà La Ni, chúng tài là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, pháp môn oai đức Đà La Ni, chỉ dạy oai đức thắng lợi của đại thừa, khiến cho chúng sinh hạ liệt sinh khởi tánh thiện, pháp môn không thể chướng ngại Đà La Ni, bất đoạn biện tài ý chí thường nói, pháp môn chẳng có bờ mé Đà La Ni, ưa thích nói thâm sâu vô tận không lúc nào mệt mỏi, và pháp môn các thứ nghĩa lý Đà La Ni, ưa thích nói rộng, có hàng trăm vạn A Tăng Kỳ đủ thứ pháp môn Đà La Ni như vậy, mỗi pháp môn Đà La Ni đều viên mãn thấu rõ vì chúng sinh mà diễn nói. Dùng trăm vạn ức pháp môn thiện xảo âm thanh và biện tài vô ngại để vì chúng sinh diễn nói thượng diệu pháp nghĩa của Phật. Bồ Tát này đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni như vậy rồi. Ở nơi vô lượng chư Phật, ở trước mỗi Đức Phật đều dùng trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni như vậy, lắng nghe chánh pháp, nghe rồi không quên, dùng vô lượng môn khác nhau vì họ diễn nói. Vị Bồ Tát này đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni như đã nói ở trên rồi. Ngài đến chỗ đạo tràng của vô lượng các Đức Phật, ở trước mỗi vị Phật, Ngài đều dùng trăm vạn A Tăng Kỳ môn Đà La Ni như vậy để lắng nghe chánh pháp của chư Phật. Ngài nghe rồi thì không bao giờ quên, chẳng giống như phàm phu chúng ta. Ngài đối với mỗi yếu nghĩa đều ấn nhập ghi nhớ thâm sâu. Ngài hay dùng vô lượng phương pháp khác nhau, tùy thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói, khiến cho họ tiếp thọ. Bồ Tát này khi mới thấy Phật, cúi đầu đảnh lễ cung kính, bèn ở chỗ Đức Phật đắc được vô lượng pháp môn. Pháp môn đắc được đây chẳng phải văn trì các đại thanh văn trong trăm ngàn kiếp lãnh thọ được. Vị Bồ Tát cửu địa chứng thiện huệ địa, bất cứ Ngài thấy được vị Phật nào trong mười phương ba đời, Ngài đều năm thể sát đất, thần tâm cung kính lễ lại. Bình thường chúng ta lễ Phật nhất định phải chuyên tâm nhất ý, cung kính kiền thành lễ lại, còn phải quán tưởng Phật đang ở trước mắt. Lễ Phật chẳng phải là việc hình thức, quan trọng nhất là chữ kính. Bồ Tát cung kính thành ý lễ lại ở trước Phật, đắc được vô lượng 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều minh bạch. Pháp môn mà Ngài chứng ngộ được chẳng phải những bậc thánh thành văn đại A-la-hán có thể ở trong thời gian trăm ngàn kiếp nghe Phật pháp mà có thể lãnh ngộ đắc được. Bồ Tát này được Đà La Ni như vậy, vô ngại trí như vậy, ngồi nơi pháp tòa mà diễn nói pháp, chúng sinh khắp trong đại thiên thế giới tùy tâm ưa thích của họ mà phân biệt diễn nói. Ngoài chư Phật và thọ chức Bồ Tát ra, trong các chúng hội oai đức quang minh không có ai bằng Ngài được. Vị Bồ Tát thiện huệ điện này tu học đắc được pháp môn tổng trì nhiều như đã nói ở trên, lại chứng được bốn đại trí huệ vô ngại như đã nói ở trên. Ngài ngồi trên pháp tòa thuyết pháp lớn, mà đối với hết thảy các loại chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới diễn nói diệu pháp của Phật nói, Ngài đều tùy theo tâm lý của những chúng sinh đó phân biệt môn loại, kết hợp với tâm ưa thích của họ, muốn được nghe mà diễn nói diệu pháp vô thượng. Đại chúng trong pháp hội, ngoài chư Phật và Đại Bồ Tát đã thọ chức ra, còn các Đại Bồ Tát ở trong pháp hội, oai đức quang minh chẳng có ai bằng Ngài được. Bồ Tát này ngự tại pháp tòa, muốn dùng một âm khiến cho các đại chúng đều hiểu được, thì liền hiểu được, hoặc có lúc tâm muốn dùng đủ thứ âm thanh, khiến cho đại chúng đều được khai ngộ, hoặc có lúc tâm muốn phóng đại quang minh diễn nói pháp môn,
hoặc có lúc tâm muốn ở trên mỗi lỗ chân lông nơi thân họ đều dễ nói pháp âm, hoặc có lúc tâm muốn cho đến 3.000 đại thiên thế giới hết thảy tất cả vật hữu hình vô hình thảy đều vang ra tiếng diệu pháp, hoặc có lúc tâm muốn phát ra tiếng nói khắp cùng pháp giới đều khiến cho họ hiểu được, hoặc có lúc tâm muốn tất cả tiếng nói đều làm pháp âm luân trụ không diệt, hoặc có lúc tâm muốn những ống tiêu sáo chuồng trống và cả vịnh tất cả âm nhạc của tất cả thế giới đều diễn pháp âm, hoặc có lúc tâm muốn ở trong một chữ tất cả câu pháp lời lẽ tiếng nói khác biệt thảy đều đầy đủ, hoặc có lúc tâm muốn khiến cho đất nước gió lửa bốn đại hết thảy hạt bụi tụ trong bất khả thuyết vô lượng thế giới, ở trong mỗi hạt bụi thảy đều diễn nói ra bất khả thuyết pháp môn sở niệm, như vậy tất cả tùy tâm thảy đều thành tựu. Vị Bồ Tát cửu địa thiện huệ điện này, khi ngài ngự trên pháp tòa thuyết pháp thì ngài có thể dùng một loại âm thanh diễn nói Phật pháp khiến cho tất cả đại chúng trong hội đều hiểu được, có khi ngài cũng dùng các thứ loại ngôn ngữ âm thanh khác nhau đối với đại chúng pháp hội thuyết pháp khiến cho đại chúng nghe được liền minh bạch, đều có thể khai ngộ thành tựu đạo nghiệp của mình tu học. Vị Bồ Tát cửu địa ngài cử tâm động niệm đã được tùy tâm như ý cảnh giới thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này một số người thấy đều là thần thông, tại phần của Bồ Tát cửu địa mà nói thì đây là cảnh giới của ngài tu hành tích tụ đủ thứ căn lành công đức mà thành tựu. Bồ Tát đắc được cảnh giới này hoàn toàn là hành sở vô sự, chẳng chấp vào các tướng, cũng chẳng lìa các tướng, tức tất cả tướng nói tất cả pháp, tức tất cả pháp hiện tất cả tướng. Tuy nhiên ngài hiện tất cả tướng nhưng chẳng có sự chấp trước. Đại chúng nghe đến đủ loại âm thanh của Bồ Tát cửu địa rồi liền được khai ngộ. Đây được nói là nghe tiếng mà ngộ đạo. Có lúc Bồ Tát lại muốn phóng đại quang minh, ở trong quang minh dễ nói đủ thứ pháp môn. Khi vị A-la-hán muốn quan sát tất cả sự việc thì ngài phải tác ý để quan sát nhập định mới biết được tất cả tiền nhân hậu quả. Bồ Tát tu chứng đến quả vị bát địa đã chứng được vô cùng dụng hạnh, không cần nhập định tác ý quan sát mà có thể tùy thời minh bạch tất cả việc nhân quả. Vì trí huệ vô thượng của Bồ Tát cao hơn nhiều so với A-la-hán, Bồ Tát tu học pháp Bồ Tát Đại Thừa, tâm của ngài bao thái hư, lượng khắp cùng xa giới. Cho nên khi ngài phóng đại quang minh, thì trong quang minh diễn nói diệu pháp môn của chư Phật nói, có lúc ở trong mỗi lỗ chân lông trên thân của ngài, đều hiển hiện diễn nói diệu pháp, mỗi lỗ chân lông đều phóng đại quang minh, và có lúc trong tâm Bồ Tát lại muốn, thậm chí trong 3.000 đại thiền thế giới, hết thảy tất cả vật thể có hình tướng và tất cả vật thể không hình tướng đều đang thuyết pháp, đều đang nghe pháp, cho nên nói thầy đều diễn nói ra lời tiếng diệu pháp. Một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng và bốn đại bộ châu, Đồng Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, còn gọi là một bốn thiên hạ, và như vậy hợp lại là một tiểu thế giới, tích tụ 1.000 tiểu thế giới như vậy thì gọi là một tiểu thiên thế giới, tích tụ 1.000 tiểu thiên thế giới thì gọi là một trung thiên thế giới, tích tụ 1.000 trung thiên thế giới thì gọi là một đại thiên thế giới. Vì tiểu thiên, trung thiên, đại thiên có 3 chữ thiên nên gọi là tam thiên, đại thiên thế giới. Hiện tại Bồ Tát có thể ở trong đó hiện đại thần thông, hoặc có lúc Bồ Tát chỉ phát một loại lời tiếng chúng sinh nghe rồi tùy theo loài mà hiểu rõ, lời tiếng của Bồ Tát phát ra gọi là viên âm, chẳng cần người khác phiên dịch, tự nhiên biến thành lời tiếng khác nhau của mỗi loài, chúng sinh khắp pháp giới nghe được thảy đều minh bạch. Hoặc có lúc Bồ Tát trong tâm lại muốn hết thảy lời tiếng đều biến thành pháp âm, chẳng riêng gì mình phát ra lời tiếng đang thuyết pháp, mà cho đến mỗi loài chúng sinh phát ra lời tiếng cũng đều đang thuyết pháp, khắp pháp giới vạn sự vạn vật đều đang thuyết pháp. Con người nói pháp của con người, thần nói pháp của thần, Bồ Tát nói pháp của Bồ Tát, Bậc Thánh Nhị Thừa nói pháp của Bậc Thánh Nhị Thừa, A-tu-la thì nói pháp của A-tu-la, tất cả âm thanh đều trở thành pháp âm thường trụ không diệt, giống như vô tuyến điện hiện nay chạy mãi không ngừng. Và có lúc Bồ Tát lại muốn tất cả những ống tiêu ống sáo, chuông trống và tiếng âm nhạc ca vịnh trên thế gian diễn tấu cũng đều là pháp âm. Ca vịnh thuần là pháp âm tán dương tam bảo, hoặc có lúc Bồ Tát lại muốn có thể trong một chữ tất cả lời tiếng trong câu pháp đều biểu rõ cụ thể ý nghĩa khác nhau của nó mà còn viên mãn nữa, hoặc có lúc Bồ Tát trong tâm muốn khiến cho bất khả thuyết vô lượng thế giới đất nước gió lửa bốn đại tích tụ trong đó hết thảy hạt bụi
Trong mỗi một hạt bụi đều diễn nói ra vô lượng vô biên bất khả thuyết pháp môn. Hết thảy tất cả những điều ngài nghĩ như vậy đều có thể tùy tâm sở dục, chẳng có gì mà không đắc được. Cho nên nói cảnh giới của Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Sự nghĩ muốn của Bồ Tát chẳng phải là vọng tưởng. Bồ Tát muốn làm bất cứ việc gì đều không cần suy nghĩ tính toán, tùy theo nguyện của ngài mà thành. Tôi giảng kinh cần phải phiên dịch, vì tôi chẳng phải là Bồ Tát, tôi là nghiệp chướng quỷ. Nghiệp chướng của tôi quá nhiều, vì tùy thời tùy nơi tôi hướng mọi người hóa duyên. Tôi hóa duyên phiền não của người khác, hóa duyên nghiệp chướng của người khác, hóa duyên tâm tham của người khác, hóa duyên tâm sân của người khác, hóa duyên tâm si của người khác. Hy vọng mọi người đều đem hết những thứ không có giá tiền đó, bố thí hết cho tôi. Cho nên tôi chỉ có nghiệp chướng, chẳng có báu vật nào khác. Phật tử, giả sử Bồ Tát này khiến cho hết thảy chúng sinh trong 3.000 đại thiền thế giới đều đến trước mặt ngài, mỗi người đều dùng vô lượng tiếng nói mà vấn nạn ngài, mỗi mỗi vấn nạn thảy đều khác nhau, Bồ Tát trong khoảng một niệm đều lãnh thọ được hết, liền dùng một tiếng giải thích khắp hết, khiến cho tùy tâm họ ưa thích thảy đều hoan hỉ. Như vậy cho đến hết thảy chúng sinh trong bất khả thuyết thế giới trong khoảng sát na, mỗi người đều dùng vô lượng tiếng nói mà vấn nạn, mỗi mỗi vấn nạn thảy đều khác nhau. Bồ Tát ở trong khoảng một niệm đều lãnh thọ được hết, cũng dùng một tiếng giải thích khắp hết, đều tùy theo tâm ưa thích của mỗi người thảy đều hoan hỉ. Cho đến chúng sinh đầy trong bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát đều có thể tùy tâm ưa thích của họ, tùy theo căn tánh, tùy theo sự hiểu biết mà vì họ thuyết pháp, nương thần lực của Phật rộng làm Phật sự, các vị tất cả làm chỗ nương tựa cho họ. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Đại Bồ Tát Thiện Huệ Điện này, giả sử hết thảy chúng sinh trong 3.000 đại thiền thế giới đều đến ở trước mặt ngài, mỗi người đều dùng lời lẽ của mình hỏi ngài những vấn đề mà mình không hiểu, kiên thành thỉnh cầu chỉ bày. Mà câu hỏi của mỗi người đều khác nhau, vì phẩm loại chúng sinh khác nhau thì vấn đề tự nhiên có sự khác nhau. Trong khoảng một niệm, Bồ Tát đều minh bạch hết ý nghĩ của họ, bèn dùng một thứ âm thanh vì chúng sinh giải thích khắp hết. Mỗi chúng sinh nghe rồi đều hiểu rõ, cũng khiến cho họ tùy tâm mãn nguyện, đắc được lời giải đáp hy vọng của mỗi người, khiến cho họ sinh tâm đại hoan hỷ. Cũng tình hình như vậy, thậm chí hết thảy chúng sinh trong bất khả thuyết thế giới, trong khoảng một sát na, mỗi người đều dùng vô lượng lời tiếng mà hướng về Bồ Tát đưa ra vấn đề khó khăn. Mỗi vấn đề đều khó khăn, nghĩa lý đều khác nhau, nhưng chỉ trong khoảng một niệm, Bồ Tát đều minh bạch chỗ khó khăn của họ hỏi, cũng dùng một thứ âm thanh, vì đại chúng giải thích khắp hết, tùy sự hoan hỷ trong tâm của họ, khiến cho họ đều được tọa nguyện. Cho đến hết thảy chúng sinh trong bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát đều có thể tùy sự cao hứng trong tâm của họ, tùy căn tánh của họ, tùy sự hiểu biết của họ mà vì họ thuyết pháp. Bồ Tát nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật làm đại Phật sự rộng lớn khắp cùng, khắp vì tất cả chúng sinh, làm chỗ nương tựa cho họ. Phật tử, Bồ Tát này càng tinh tấn hơn, thành tựu chí minh. Giả sử nơi đầu một sợi lông có pháp hội chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi chúng hội có chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi chúng sinh có tánh dục nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Chư Phật đó tùy tánh dục của họ đều ban cho pháp môn. Như nơi đầu một sợi lông, tất cả nơi pháp giới cũng đều như vậy. Như vậy vô lượng pháp môn nói ra, Bồ Tát ở trong một niệm đều lãnh thọ được hết, không có quyền mất. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát Thiện Huệ Điện này, ba nghiệp thanh tịnh, đã đạt được trình độ viên mãn vô lậu, lại nỗ lực tinh tấn, sinh tu thiện nghiệp. Cho nên ngày thành tựu vô thượng trí huệ, như ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Giả sử nơi đầu sợi lông có chư Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới đều đang ở đó tụ chúng làm pháp hội. Mỗi pháp hội lại có chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi chúng sinh lại có tâm tánh dục vọng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới thảy đều khác nhau. Tuy nhiên như vậy, nhưng tại pháp hội của chư Phật vẫn tùy theo hết thảy chúng sinh, khế hợp với căn tánh ưa thích dục vọng của họ, ban cho họ pháp môn khác nhau. Nơi mỗi đầu sợi lông, nơi tất cả pháp giới thảy đều ban cho chúng sinh pháp môn khác nhau, cũng đều dễ nói vô lượng pháp môn thượng diệu như vậy. Bồ Tát ở trong một niệm, ngài có thể lãnh thọ vô lượng pháp môn, nhiều như số hạt bụi như đã nói ở trên, mà còn vĩnh viễn không bao giờ quên mất. Nước trong sông lúc nào cũng chảy, chùa Kim Sơn tuyên dương Phật Pháp ngày nào cũng giảng nói.
Chúng ta vì muốn tục Phật huệ mạng khiến cho chánh pháp thường trụ, đèn pháp sáng mãi, còn hơi thở 1 phút thì nói pháp 1 phút, còn hơi thở 10 phút thì nói pháp 10 phút, vì pháp quên mình chẳng màng được mất. Phật tử Bồ Tát trụ địa thứ 9 này ngày đêm chuyên cần không có niệm nào khác, chỉ nhập vào cảnh giới Phật gần gũi Như Lai, nhập vào giải thoát thâm sâu của Bồ Tát, thường ở trong tam muội, luôn thấy chư Phật chưa từng xả lìa. Ở trong mỗi kiếp thấy vô lượng vị Phật, vô lượng trăm vị Phật, vô lượng ngàn vị Phật, cho đến vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha vị Phật, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường ở chỗ chư Phật đủ thứ vấn nạn đắc được thuyết pháp Đà La Ni. Hết thay căn lành càng thêm sáng tịnh. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát ngài tuy nhiên đã chứng được quả vị địa thứ 9, nhưng vẫn không phân ngày đêm, chuyên tâm nhất ý dũng mãnh tinh tấn, tơ hào chẳng sinh tư tưởng nào khác, chỉ nghĩ muốn minh bạch Phật pháp, thâm nhập vào cảnh giới của Phật và gần gũi chư Phật, đồng thời hy vọng tiến nhập vào cảnh giới giải thoát thâm sâu của các đại Bồ Tát, thường ở trong chánh định, chẳng màng là ở trong định hoặc xuất định. Ngài luôn luôn thấy được mười phương chư Phật, chưa từng có tư tưởng lìa khỏi chư Phật. Bồ Tát ở trong mỗi kiếp thấy được vô số các đức Phật, vô số trăm vị Phật, vô số ngàn vị Phật, thậm chí có thể thấy được vô số trăm ngàn ức Na Do Tha vị Phật, mà còn đối với mỗi vị Phật đều cung kính, tôn trọng và thừa sự chư Phật. Thường ngày cúng dường chư Phật cũng rất ân cần chu đáo. Tại đạo tràng của chư Phật, gặp lúc có sự nghi vấn về phương diện nghĩa lý và sự tu trì, nhất định thành khẩn thỉnh vấn, do đó đắc được tam muội tổng trì lạc thuyết các pháp, căn lành công đức tu được càng thêm quang minh thanh tịnh. Ví như vàng thật, thợ vàng khéo léo dùng làm mũ báu của chuyển luân thánh vương để trang nghiêm trên đầu. Tất cả đồ trang nghiêm của những ông vua nhỏ trong bốn thiên hạ và các thần dân không ai bằng được. Bồ Tát biểu hiện như vậy giống như vàng thật qua tay thợ vàng khéo léo, dùng vàng tinh luyện để làm một cái mão vua, đội trên đầu vua chuyển luân thánh vương dùng để trang nghiêm đầu vua. Hết thảy đồ nghiêm sức danh quý nhất của các ông vua nhỏ và tể tướng quần thần cùng với dân chúng trong bốn thiên hạ cũng chẳng bằng cái mũ bằng vàng của vua chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương phân làm bốn bậc: kim luân vương thống lãnh bốn thiên hạ, ngân luân vương thống lãnh ba thiên hạ, đồng luân vương thống lãnh hai thiên hạ, thiết luân vương thống lãnh một thiên hạ. Căn lành của Bồ Tát Kiểu Địa này cũng là như vậy. Hết thảy căn lành của tất cả thanh văn bích chi Phật và Bồ Tát bậc dưới không thể bằng được. Bồ Tát địa thứ 9 ngày tu tập đắc được đủ thứ căn lành, giống như mũ vàng danh quý của vua. Căn lành của các hàng nhị thừa bậc thánh thành văn duyên giác cùng với các địa Bồ Tát bậc dưới Kiểu Địa không thể nào bằng với Bồ Tát Kiểu Địa. Phật tử ví như chủ đại phạm thiên vương 2000 thế giới thần phóng quang minh, có thể chiếu sáng đến những chỗ tối xa của 2000 thế giới phá tan đèn tối. Hết thảy căn lành của Bồ Tát Địa này cũng là như vậy, có thể phóng ra quang minh chiếu đến tâm chúng sinh thì phiền não đèn tối đều khiến tiêu diệt. Bồ Tát Kim Cang Tạng e rằng đại chúng pháp hội đã nhập vào vô vàn tà muội, nên lớn tiếng hô lên một tiếng: các vị đệ tử của Phật, hiện tại tôi phải vì các vị nói một ví dụ. Giống như thiên vương đại phạm thiên thống trị 2000 thế giới, trên thân có thể phóng ra đại quang minh, quang minh này có thể chiếu khắp những nơi đen tối xa xôi trong 2000 đại thiên thế giới. Bình thường mắt thịt nhìn chẳng thấy, quang minh thường không dễ gì chiếu đến được, mà quang minh trên thân của đại phạm thiên vương phóng ra có thể chiếu sáng đến những nơi đó, khiến cho những chỗ đen tối lập tức tiêu diệt. Bồ Tát chứng đắc quả vị địa thứ 9 ngày tích tụ đủ thứ căn lành công đức giống như quang minh của đại phạm thiên vương, ngài có thể hiện ra trí huệ quang minh của ngài chiếu soi vào nơi thâm tâm của chúng sinh, khiến cho chúng sinh trừ sạch phiền não đau khổ của thân tâm, diệt trừ đen tối, đắc được mát mẻ. Nguyên nhân Bồ Tát đắc được trí huệ quang minh là vì ngài tu nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, tâm lượng rộng lớn, chẳng có tâm đố kỵ, chẳng có tâm chướng ngại người khác hướng đạo, chẳng có mọi tư tưởng bất chánh, cũng chẳng có dục niệm, thảy đều thanh tịnh không nhiễm. Ngài từng bước tu trì phạm hạnh, vì tâm địa của ngài thanh tịnh nên quang minh vốn có bèn hiện hiện ra. Nếu tâm của ngài đen tối thì quang minh vốn có làm thế nào cũng không thể hiện hiện ra. Chỗ khác nhau của Bồ Tát và phàm phu là tư tưởng của ngài quang minh lỗi lạc, chỉ biết lợi người chẳng nghĩ lợi mình, lấy việc cứu người, độ người, lợi người làm trách nhiệm của mình. Đối với hết thảy chúng sinh đều xem như nhau,
Nếu thấy chúng sinh thọ khổ thì Ngài cảm thấy như chính mình chưa làm tròn trách nhiệm ái hộ mới có những chúng sinh này thọ khổ. Tuy nhiên Bồ Tát phổ độ chúng sinh như vậy, nhưng trong tâm ý của Ngài là độ mà không độ, lợi mà không lợi, không có tâm tôi đã độ chúng sinh, tôi đã cứu chúng sinh. Ngài triệt để quét trừ tất cả tướng, lìa tất cả tướng, trí huệ quang minh của Ngài có được là do Ngài quét sạch tất cả dục niệm, vọng tưởng, chẳng còn dục niệm, nhờ đó mà ánh sáng trí huệ hiện hiện ra, chiếu triệt nơi thâm tâm của chúng sinh, khiến cho tự tánh quang minh của chúng sinh cũng hiện hiện ra. Ánh sáng tự tánh hiện ra thì tự nhiên sẽ diệt trừ, dứt sạch phiền não đen tối. Các vị thiện sĩ học tu đạo nên nhớ phải dứt phiền não, bất cứ cảnh giới gì hiện tiền đừng có nóng giận khởi phiền não. Một khi có phiền não tức là phá giới. Một khi có phiền não thì hiện ra bộ mặt xấu xí. Một khi có phiền não thì sự đen tối sẽ trùm đậy lại, sẽ biểu hiện hành vi khó coi, rất là không được quang vinh. Cho nên người tu đạo bất cứ gặp cảnh giới gì hiện tiền, nghịch đến đều phải thuận thọ, nhẫn việc người khác không thể nhẫn, tuyệt đối không thể thiên nộ người. Do đó người tu hành phải có trí huệ chân chánh và công phu chân chánh mới có thể dùng người chuyển cảnh, không thể để cảnh chuyển người. Làm thế nào mới có thể làm được điều này? Cách duy nhất là diệt trừ tham sân si. Nếu đạt đến công phu chẳng còn tham sân si thì phiền não gì cũng chẳng còn. Do đó một niệm tâm sân khởi, trăm vạn cửa chướng đều mở ra, thật là đáng sợ. Bồ Tát này ở trong 10 ba la mật thì lực ba la mật tối thắng nhất, còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu. Vì Bồ Tát địa thứ 9 này, Ngài tu tập công đức 10 ba la mật, trong đó Ngài thiên nặng về lực ba la mật, còn các ba la mật khác thì chẳng phải là không tu, chỉ tùy sức tùy duyên phần của mình mà tu. Lực ý nghĩa là trợ giúp người, tuyệt đối chẳng phải dùng sức để đàn áp kẻ yếu, làm chuyện vô lý để mình thắng, mà là dùng nhu chế cương, dùng sức từ bi nhu để chế cương, để làm việc mà người khác không thể làm được, để làm việc mà người khác không chịu làm, để làm việc mà người khác không dám làm. Việc hợp với chân lý có thể lợi ích cho đại chúng, đây mới có thể gọi là lực ba la mật. Phật tử, đó là lược nói địa thứ 9 thiện huệ địa của Đại Bồ Tát. Nếu nói rộng ra thì vô lượng kiếp nói cũng không hết được. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Kinh văn nghĩa lý vừa nói ở trên, bất quá chỉ là lược nói cảnh giới và tướng trạng tu hành Bồ Tát đạo địa thứ 9 thiện huệ địa, tích tập đủ thứ căn lành của Đại Bồ Tát. Giả sử tôi nói rộng ra với đại chúng, dù có trải qua vô lượng kiếp thời gian, thì e rằng cũng không có cách gì nói hết được những cảnh giới đó. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ địa này, phần nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương chủ 2000 thế giới, khéo hay thống lý, tự tại làm lợi ích, hay vì tất cả thanh văn duyên giác và các Bồ Tát phân biệt diễn nói hạnh ba la mật, tùy tâm chúng sinh hết thảy vấn nạn không thể khuất phục được, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự làm tất cả các nghiệp như vậy, đều không niệm Phật cho đến không lìa, niệm trí nhất thiết chủng, nhất thiết trí. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng ở trong tất cả chúng sinh, cho đến là bậc y trì của nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này chuyên cần tinh tấn, thì trong khoảng một niệm đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ Tam Muội, nhiều như số hạt bụi cõi nước, cho đến thị hiện trăm vạn A Tăng Kỳ Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi nước, dùng làm tuyến thuộc. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, tích tập đủ thứ căn lành công đức. Khi Ngài ở tại địa thứ 9 thiện huệ địa, đa số thị hiện làm Đại Phạm Thiên Vương chủ tể 2000 thế giới. Khi Ngài thống trị 2000 thế giới, thì Ngài là một vị thiên vương hiển năng, khéo trị lý, tránh sự, giáo hóa thiên chúng, lợi ích chúng sinh. Ngài có thần thông tự tại diệu dụng. Ngài còn có thể vì hàng nhị thừa thanh văn duyên giác và các địa Bồ Tát giải thích tỉ mỉ, phân biệt diễn nói các hạnh môn ba la mật. Nếu có chúng sinh đối với Phật Pháp có chỗ không minh bạch, thì Ngài cũng tùy căn tánh, chúng sinh, lý giải năng lực giải thích tỉ mỉ cho họ hiểu. Bất cứ vấn đề gì, cũng chẳng màng có người cố ý đến vấn nạn hoặc thật cầu chỉ thị, Ngài đều tâm bình khí hòa vì họ nói rõ ràng, khiến cho họ tâm vui thành phục. Bồ Tát Ngài có bốn vô ngại trí, tuyệt đối không thể bị người vấn nạn mà trả lời không được, hoặc bị biện luận thất bại. Bồ Tát đối với chúng sinh bố thí là chân thành, khó xả mà xả được. Ngài giáo hóa chúng sinh đều dùng bốn pháp nhiếp, thường nói lời từ ái với chúng sinh, khiến cho những chúng sinh cương cường,
Một khi nghe lời từ bi chân thành từ trong tâm của Ngài phát ra, dùng phương tiện trí huệ chánh ngữ để nói, chẳng bằng người giàu nghèo sang hèn, chẳng có một người nào mà không tùy thuận Ngài, ý chỉ Ngài, theo Ngài quy y Phật, học Phật Pháp. Bồ Tát Ngài chỉ nhớ phải lợi ích chúng sinh, chưa bao giờ nghĩ đến phải lợi ích chính mình. Ngài và chúng sinh thường đứng với nhau, ở với nhau, gọi là cùng đi, cùng ngồi, cùng nằm, cùng ăn với nhau. Tất cả với chúng sinh trở thành một khối, vì chúng sinh được Ngài cảm hóa, chân chánh, phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp giáo hóa chúng sinh, những gì Ngài làm đều là nghiệp thiện. Vì Ngài từ bi chưa từng liền niệm Phật, niệm Pháp thâm sâu vô thượng, niệm Tăng rộng trồng ruộng phước, niệm nhất thiết trùng trí, nhất thiết trí, và trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Đây mới là Phật sự mà Bồ Tát lúc nào cũng nhớ, không bao giờ quên. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong hết thảy chúng sinh làm thủ lãnh của họ, thế họ thọ khổ thọ nạn, là một bậc lãnh đạo thủ thắng, đức tánh năng lực đều hơn hẳn tất cả chúng sinh, xả mình vì người, làm việc người khác không làm được, cho đến là bậc y chỉ có trí huệ nhất của những bậc nhất thiết trí. Nghĩa là nói, trí huệ của Ngài đã đạt đến trí huệ giống như Phật. Ngài là bậc thánh vô lậu, đã thoát khỏi sinh tử, đoạn dục khử ái. Mục đích Bồ Tát tu hành là thành Phật, bằng không thì Ngài hà tất phải nỗ lực sinh tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát cửu địa sinh tu tinh tấn thì trong khoảng một niệm có thể đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ môn tam muội, nhiều như số hạt bụi cõi nước. Một A Tăng Kỳ là vô lượng số, hiện tại có trăm vạn vô lượng số tam muội, nhiều như số hạt bụi cõi nước, nhiều đến cỡ nào, nói đơn giản là không thể tưởng tượng được. Lại có thể thị hiện trăm vạn A Tăng Kỳ Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi nước để làm quyến thuộc của Ngài. Nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì sẽ hơn số trên, cho đến trăm ngàn ước là do tha kiếp không thể đếm biết được. Nếu như dùng nguyện lực thù thắng mà thuở xưa Bồ Tát đã phát ra thì tự tại thị hiện sẽ nhiều hơn số mục đã nói ở trên, cho đến dùng trăm ngàn ước là do tha kiếp để tính toán cũng không thể nào biết được rõ ràng. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn tuyên lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: vô lượng trí lực khéo quán sát, tối thượng vi diệu đời khó biết, khắp vào chỗ bí mật Như Lai, lợi ích chúng sinh vào cửu địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng e rằng các vị Bồ Tát trong pháp hội đạo lý nói ở trên có chỗ không rõ ràng, do đó dùng kệ để tường thuật lại mấy câu kinh văn này. Thánh Tăng Đại Đức kết tập kinh điển thể hội tâm từ bi tha thiết của Bồ Tát Kim Cang Tạng đương thời, hy vọng tăng thêm sức chú ý của chúng sinh đời sau mà thêm vào. Hy vọng các vị thiện tín nghe được, phát tâm dũng mãnh tinh tấn, nguồn gốc vô lượng sức trí huệ, kinh văn ở trước đã nói qua rồi, là do thuở xưa tu tập phạm hạnh thanh tịnh mà ra. Bồ Tát Bát Địa đã được trí huệ bất động, Ngài đã đạt được cảnh giới không nghịch, không thuận, không hoặc, không dục, không thị, không phi, không tốt, không xấu, không thành không bại, không thiện không ác. Ngài hoàn toàn không bị cảnh bên ngoài lay chuyển mà chuyển được tất cả cảnh giới, cho nên xưng là Bồ Tát bất động địa. Lúc đó Ngài đã là trong không cảnh giới, ngoài không một vật, căn trần thức đều đã ngừng hoạt động, ý niệm do trí chỉ thị chẳng do thức. Mắt chẳng bị sắc trần làm ô nhiễm, tai chẳng bị thanh trần mê hoặc, mũi chẳng bị hương trần sở dụ, lưỡi chẳng bị vị trần sở di, thân chẳng bị xúc trần sở mê, ý chẳng bị pháp trần làm dao động. Được như vậy thì sẽ sinh ra vô lượng trí huệ. Vô lượng trí huệ tức là vô lượng sức lực, dùng sức trí huệ quán sát các pháp thật tướng, cho đến pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Này còn thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Pháp vi diệu thâm sâu này, phàm phu thế gian làm sao mà hiểu được? Chỉ có Bồ Tát Bát Địa đã chứng được diệu quan sát trí, có thể vào sâu chỗ pháp tạng bí mật của Phật mới hiểu được. Chỗ pháp tạng bí mật của Phật tức là vì kia nói mà đây chẳng biết, vì đây nói mà kia chẳng biết, vì kia đây cùng nói mà kia đây đều chẳng biết, vì kia đây cùng nói mà kia đây đều biết. Chỗ bí mật này là chỗ vi tế, tức là chỗ khó biết, tức là chỗ không minh bạch. Bồ Tát sinh tu Phật đạo nghĩa là muốn cầu trí huệ như Phật, vào chỗ bí mật của Như Lai. Vào sâu chỗ này sẽ đắc được sức trí huệ vô thượng, mới có thể quan sát khắp chúng sinh, lợi ích chúng sinh, tức cũng là tiến vào địa thứ 9, thiện huệ địa. Nếu Bồ Tát tại địa thứ 8 không tiếp tục nỗ lực, siêng cầu tiến lên, thì ở tại đó vĩnh viễn là Bồ Tát bất động địa, thì vĩnh viễn không chứng được quả vị Phật. Tổng trì tam muội đều tự tại,
được đại thần thông vào các cõi, được trí vô ý pháp bất cộng, nguyện được bi tâm vào cửu địa. Bồ Tát tinh tấn tiến lên, đạt đến quả vị địa thứ 9, đắc được trăm ngàn vạn ức tổng trì tam muội, tiếng Phạn gọi là Đà La Ni. Tùy tâm như ý, chẳng có gì mà không tự được, biến hóa vô cùng. Đắc được tự tại như vậy, thần thông như vậy, có thể hóa thân vô số lượng, vào khắp cõi nước chư Phật trong mười phương, tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Lúc đó Bồ Tát cũng đắc được trí huệ vô thượng, mười lực, bốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng giống như Phật. Tuy rằng phước trí chưa viên mãn, nhưng thần thông diệu dụng giống như Phật, đa số đã tu chứng được. Bồ Tát tiến vào địa thứ 9 là nhân tố nguyện lực vốn có của Ngài và tâm đại bi làm đầu vốn có của Ngài, cho nên mới rất thuận lợi vào địa thứ 9. Trụ nơi địa này trì tạng pháp, gió thiện, bất thiện và vô ký, hữu lậu, vô lậu, thế xuất thế, nghĩ không nghĩ bàn đều khéo biết. Bồ Tát trụ tại địa thứ 9, Ngài lãnh thọ tu trì tạng pháp bí mật của chư Phật. Hết thầy, 8 muôn 4.000 pháp môn Ngài đều thấu suốt, biết rõ các pháp thật tướng. Ngài biết khác nhau giữa thiện và bất thiện, tu thập thiện tức là thiện, tạo thập ác tức là bất thiện. Vô ký là nghiệp chẳng thuộc về thiện cũng chẳng thuộc về thập ác, biểu hiện không thiện không ác. Những nghiệp này Ngài đều minh bạch rõ ràng. Hữu lậu tức là có hỷ nộ ai lạc ái ác dục thất tình thì chẳng dễ gì thanh tịnh, dễ sinh ra ý niệm tham sân si. Nếu diệt trừ được ba độc, sinh tu ba học giới định huệ, tuy nhiên chưa đạt đến vô lậu nhưng đang hướng tới vô lậu. Vô lậu thì phải làm được đoạn dục khử ái, chẳng còn tập khí xấu, chẳng còn phiền não vô minh, chẳng còn đố kỵ chướng ngại, không ích kỷ lợi mình. Nói rõ hơn nữa là phải đoạn trừ vô minh tình dục. Nếu làm được đến giai đoạn này thì đạt đến cảnh giới vô lậu. Vô lậu thì không thể lậu xuống ba cõi thọ sinh tử luân hồi, sẽ đắc được lậu tận thông. Lậu hết rồi, lậu khô rồi thì khô tình ái, khô tham dục. Vì mọi người chưa nghe giải thích minh bạch về vô lậu cho nên còn lậu, hy vọng nghe qua đạo lý này rồi hãy cố gắng nỗ lực tu hành để đạt đến cảnh giới thủ thắng vi diệu này. Thế là thế gian, tất cả sự vật trên thế gian tức là pháp thế gian. Chúng ta ở trong nhân loại thế gian thì phải giữ chánh pháp tam càng ngũ thường của nhân loại thế gian. Tam càng quân thần, cha con, vợ chồng. Ngũ thường còn gọi là ngũ luân, quân thần, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Xuất thế, bỏ tục xuất gia tu đạo, đoạn trừ dục của dục giới, cũng phá tan sắc của sắc giới. Đối với vô sắc giới cũng không, như vậy mới thật sự ra khỏi nhà tam giới. Đoạn dục rồi, trừ ái rồi, xả bỏ được thế tục mới thật thanh tịnh không nhiễm. Chuyên tâm tu học Phật đạo, sống đời sống phạm hạnh, đó tức là xuất thế. Mục đích cuối cùng tu học Phật đạo là chứng quả, chứng sơ quả đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc, chứng nhị quả tam quả đoạn dục giới 9 phẩm tư hoặc, lại đoạn sắc giới vô sắc giới 72 phẩm tư hoặc, tức cũng là 81 phẩm tư hoặc. Chứng tứ quả gọi là A-la-hán, từ đây không còn thọ lưu truyền trong sinh tử nữa, xưng là thánh nhân xuất thế. Đây là quả vị cao nhất của hàng nhị thừa tu. Nếu không phát đại tâm độ chúng sinh, không hồi tiểu hướng đại thì chỉ được xem là tự liễu hán. Nên năm xưa Đức Phật đã chỉ trích những vị A-la-hán chứng tứ quả là tiêu nha bại trùng. Nguyên nhân là vì nhập thế quá khổ, độ sinh không dễ. Hành đại thừa Bồ Tát đạo rất khó, phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Cho nên những bậc thánh chứng tứ quả đã được liễu sinh thoát tử thì mãn nguyện vậy, không chịu làm pháp khí đại thừa. Nghĩa là dùng ý thức để tham cứu, hy vọng đắc được một lời, một đáp án. Không nghĩ, tức là không nghiên cứu. Những người thông minh trên thế gian là những nhà phát minh, nhà khoa học. Họ là thế trí biện thông đạt đến đỉnh điểm. Não của họ linh mẫn, tư tưởng tinh tế, phát minh đủ thứ sự vật, sáng lập các thứ lý luận, đây là pháp nghĩ bàn. Bồ Tát đối với tất cả pháp nghĩ bàn và không nghĩ bàn, Ngài đều minh bạch, rõ ràng. Hoặc pháp quyết định, chẳng quyết định, việc làm tam thừa đều quan sát, hữu vi vô vi hành sai biệt, biết rõ như vậy vào thế gian. Bồ Tát cửu địa, Ngài có con mắt chọn pháp, đối với các pháp có sự nhận thức đúng đắn, biết thế nào là pháp có tánh quyết định, thế nào là pháp chẳng có tánh quyết định, do đó pháp vô định pháp. Đây phải có trí huệ cao độ, không thể tùy ý tự làm. Thành văn duyên giác Bồ Tát, các bậc thánh ba thừa này làm gì, Ngài cũng đều quan sát kỹ càng. Hữu vi là hữu sở tác vi, có tướng trạng gọi là pháp hữu vi.
Vô vi là vô sở tác vi, gọi là pháp vô vi. Hai thứ hành sự này khác biệt. Ở trong tâm mắt của Bồ Tát Kiểu Địa thì ngài hành sở vô sự. Tùy ngài tu hành lục độ vạn hạnh, lợi ích chúng sinh, nhưng trong tâm của ngài chẳng có chút chấp trước nào, chưa từng tự khen mình, quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chẳng chấp vào danh và tướng cảnh lục độ vạn hạnh. Bồ Tát biết rõ hai thứ pháp khác nhau như vậy, cho nên ngài rất tự tại, nhập thế độ sinh, hành Bồ Tát đạo không có tư hảo khốn khổ, khó khăn. Nếu muốn biết các tâm chúng sinh thì hay dùng trí biết như thật, đủ thứ chuyển nhanh, hoại chẳng hoại, các tướng vô chất, vô biên thầy. Nếu như Bồ Tát muốn biết tâm ý của chúng sinh thì ngài dùng trí huệ mà ngài tu được tha tâm thông thì sẽ biết được như thật, đủ thứ nghiệp có sự chuyển biến rất nhanh, sẽ biến hoại hoặc không thể biến hoại. Có việc có hình thể, có việc không hình, không thực chất, có cái có biên tế, có cái không biên tế. Đủ thứ những đạo lý này, đủ thứ tướng trạng này, Bồ Tát đều biết được. Phiền não vô biên luôn bạn trùng, biển khởi một nghĩa nối các cõi, tánh nghiệp đủ thứ đều khác biệt, nhân hại quả tập đều biết rõ. Phiền não thì vô lượng vô biên, nó luôn luôn theo chúng ta, làm bạn với con người. Tùy mê phiền não sinh ra một thứ ý nghĩ, hoặc nhiều thứ ý nghĩ, là nhân nối tiếp ở trong sáu cõi không thể thoát khỏi. Ba nghiệp của chúng sinh tạo thành nghiệp tánh khác nhau, có lúc tại nhân địa trồng nhân thiện không thuần, thiện nhân hư hoại đi. Về quả ác nghiệp trước hết thành thục, do đó phiền não tập tụ mà thọ quả báo. Tiền nhân hậu quả này có sự quan hệ với nhau, Bồ Tát Kiểu Địa đều biết rõ ràng. Đủ thứ các căn hạ trung thượng, thuở trước thuở sau khác vô lượng, hiểu tánh ưa muốn cũng như vậy, 84.000 đều biết hết. Căn tánh của chúng sinh đủ thứ sự khác nhau, hạ căn tức là liệt căn, hoặc gọi là nhu căn, nhu nhược vô năng. Trung là trung căn, tức chẳng phải thượng trí, cũng chẳng phải hạ ngu. Người phổ thông bình thường chiếm phần đông đa số trong nhân loại. Thượng là thượng căn, tức là người tối thông minh có thượng trí. Thượng trí có thượng trí thế gian và thượng trí xuất thế gian. Thuở trước là đời quá khứ, thuở sau là đời vị lai. Cả hai thời gian này có sự khác biệt rất lớn. Đủ thứ những căn tánh khác nhau của chúng sinh như vậy. Ở trong thời gian khác nhau, sức hiểu biết của họ khác nhau, sinh tánh khác nhau, ưa thích nhàm chán khác nhau, mong cầu dục vọng khác nhau. Nói một cách khái quát, có khoảng 84.000 thứ. Bồ Tát dùng trí không phân biệt của ngài phân biệt hiểu rõ. Chúng sinh hoặc kiến luôn chuyển theo, rừng rậm vô thủy chưa chặt trừ, với trí cùng chung tâm đều sinh, thường ràng buộc nhau chẳng đoạn tuyệt. Chỗ phàm phu khác với thánh nhân là mê và ngộ. Phàm phu bị sự việc mê hoặc mà chẳng rõ lý, bậc thánh thì minh bạch nghĩa lý, thấu đạt tất cả sự việc. Chúng sinh thọ khổ cũng là do bị việc đời huyễn hóa mê hoặc, quan niệm nặng về cái ta, biên kiến phân ưu mà khởi tranh luận. Đó là một thứ tập khí đã từng trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nó đều bám chặt ở trong dụng thức thứ 8, rằng dịp ý thức không buông tha. Từ vô thủy đến nay, vô minh phiền não giống như rừng rậm chẳng chịt, chưa từng chặt trừ sạch được. Tuy nhiên, có không ít người muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hòa kiến và rừng rậm vô minh, lập chí hướng đạo, tìm cầu Phật Pháp. Những thứ vô minh hòa kiến này, nó cũng trói chặt theo tâm thiện cùng tăng trưởng, đều ràng dịt không thể đoạn tuyệt. Do đó, đạo càng một thước mà càng một trượng. Chỉ vọng tưởng chẳng phải vật thật, chẳng lìa nơi tâm không xứ sở, thiền định cảnh trừ vẫn thối truyền, kim cang đạo diệt mới rốt ráo. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ dẫn, một lòng tin lời dạy của Phật nói, thì sẽ minh bạch tất cả vọng tưởng đâu thật có, mà đều là hư huyễn, chẳng có gì nhất định. Do đó, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo, tu học thiền định, có thể điều nhiếp thân tâm, tăng thêm định lực. Nếu chẳng có vị minh sư chỉ dẫn, không những không thể đắc được phương pháp tu học, mà còn đi lầm vào ma cảnh. Người tu thiền sợ nhất là chẳng nhận thức được cảnh giới. Không nhận thức được cảnh giới thì không thể chuyển được cảnh giới. Không thể chuyển được cảnh giới thì bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh giới chuyển thì dễ thối tâm, thối mất tâm bồ đề. Một khi tu thẳng đến kim cang đạo diệt, trình độ kim cang hậu tâm thì mới đạt đến công phu rốt ráo không thể thối chuyển, bà bất thối. Khi chứng được bà bất thối thì mới chẳng có sự nguy hiểm. Cho nên người tu đạo kỹ nhất là bị cảnh giới chuyển. Cảnh giới đến chẳng nhận thức, cảnh giới đi rồi lại hối hận. Cảnh giới như thế nào? Phàm là ngoài thân mà thấy được, nghe được, trong tâm tưởng tượng đến đều là cảnh giới. Đủ thứ cảnh giới phát sinh ra,
thì phải thuận thọ nghịch cảnh tiếp nhận giải quyết. Có trí huệ đường cử lập đoạn thì không thể sinh khởi kiến hoặc, từ hoặc, văn hoặc. Danh từ văn hoặc này trong giáo lý không có, do tôi theo kiến hoặc, từ hoặc mà chế tạo ra. Người tu học Phật đạo không phân biệt tại gia xuất gia, đều phải có trí huệ chân chánh thì mới không bị cảnh giới mê hoặc, mới không thối mất bồ đề tâm. Sáu cõi thọ sinh đều khác nhau, ruộng nghiệp ái nhuận vô minh tre, tức là hạt giống mầm danh sắc, ba cõi vô thủy luôn nối tiếp. Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, giác rồi không không vô đại thiên. Ý nghĩa hai câu này là kêu mọi người đừng chấp trước gì hết. Đời người giống như trong kinh Kim Cang có nói, như mộng huyễn bọt bóng. Một số người thế tục không tin nhân quả, khởi hoàng tạo nghiệp, điên đảo trắng đen, cho nên vĩnh viễn trôi nổi trong sáu cõi, tuần hoàn vô đoan chẳng biết tìm đường thoát khỏi. Do đó ra bụng ngựa vào thai lừa, trước mặt Diêm Vương mấy độ rồi, mới vừa đến trước điện Đế Thích, lại vào trong nồi của Diêm Vương. Đây là nói chúng sinh tạo nghiệp thọ sinh, nguyên nhân sáu cõi thọ sinh khác nhau, do nhân tạo nghiệp khác nhau. Nếu muốn minh bạch nghiệp nhân của mình, thì hãy xem đời này mình đang thọ. Nếu muốn biết quả báo đời sau, thì hãy xem đời này mình đang làm gì. Nhân quả báo ứng tự hào không sai. Bình thường chúng ta cử tâm động niệm, đâu chẳng phải là tạo nghiệp, đâu chẳng phải là tội. Do đó, vô tâm, vô niệm, vô thức điển, tư dục, tạp niệm, thị, tội nghiệp. Nghĩa là không tâm, không niệm, không dụng thức, ham muốn tạp niệm là tội nghiệp. Lại nói, tâm trì, niệm tuyệt, chân phú quý, tư dục đoạn tận, chân phước điển. Nghĩa là tâm niệm ngưng bạt, giàu sang thật, ham muốn đoạn sạch, thật phước báu. Thức là thức thứ 8, ai lạ ra thức, còn gọi là tàng thức. Nghiệp thiện ác tạo ra và ý niệm được cất giữ trong tàng thức. Nghiệp giống như miếng ruộng, làm những việc thiện ác, giấy động niệm thiện ác đều là hạt giống. Một chút, một giọt, không phân biệt lớn nhỏ, nặng nhẹ, đều gieo trồng xuống trong ruộng nghiệp. Ái tức là nước để thấm nhuần hạt giống trong ruộng nghiệp, còn tăng thêm vô minh che đậy. Thức thành tựu rồi sẽ tùy theo đọa vào trong ba cõi. Ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là vô thủy, cũng vô trùng, vĩnh viễn nối tiếp không dứt. Hoặc nghiệp tâm tập sinh các cõi, nếu lìa nơi đây không còn sinh, chúng sinh đều ở trong ba tụ, hoặc chìm kiến chấp, hoặc hành đạo. Vì kiến hoặc, văn hoặc, từ hoặc và nội tâm tích tập là nhân tố sinh khởi các cõi, nếu đoạn trừ được hoặc nghiệp, thì sự tích tập trong tâm tự nhiên chẳng còn nữa, cũng không còn tái sinh vào trong ba cõi nữa, chúng sinh đều ở trong ba tụ. Một, tuyệt đối tránh. Hai, tuyệt đối tà. Ba, vừa tránh vừa tà. Có kẻ chìm đắm trong kiến hoặc, cũng có người biết siêng học Phật đạo. Chủ nơi điện này khéo quan sát, tùy tâm họ thích và căn tánh, đều dùng diệu biện tài vô ngại, tùy người đáng độ nói khác nhau. Bồ Tát tu chứng đến thiện huệ địa thứ 9, Ngài đã chứng được diệu quan sát trí, cho nên Ngài khéo dùng diệu quan sát trí này để quan sát nhân quả đạo lý của tất cả mọi sự. Khi Ngài giáo hóa chúng sinh thì phải quán căn cơ và sức hiểu biết mà vì họ nói pháp. Bồ Tát dùng trí huệ vô ngại, biện tài thù diệu vì người nói pháp, tùy theo chúng sinh cần, ưu điểm thích hợp của chúng sinh, phân biệt nói ngàng nói dọc, thông đạt vô ngại, dùng các thứ hướng phương pháp khác nhau, giáo hóa căn tánh khác nhau của chúng sinh, đều khiến cho họ thích vào Phật đạo. Ngồi nơi pháp tòa như sư tử, cũng như ngưu vương bảo sơn vương, lại như long vương bùa mây dày, tuần mưa cam lồ đầy biển lớn. Vị kiểu địa Bồ Tát này khi Ngài ngồi trên pháp tòa thuyết pháp, thì pháp tướng trang nghiêm của Ngài giống như sư tử, không giữ mà oai phong, cũng giống như ngưu vương, lại giống như tòa núi báu hùng vĩ, lại giống như long vương khi nổi mây mưa xuống. Đối với những người khát khao, thì giống như mưa cam lồ pháp vũ tràn đầy khắp bốn biển. Khéo biết pháp tánh và áo nghĩa, tùy thuận ngôn từ hay biện thuyết, tổng trì trăm vạn A Tăng kỳ, ví như biển lớn thọ các mưa. Bồ Tát Ngài rất khéo biết thời tướng các pháp, cũng thấu rõ nghĩa lý áo diệu của các pháp. Ngài tùy thuận chúng sinh căn tánh khác nhau, tùy thuận lời lẽ âm thanh khác nhau của chúng sinh. Ngược lại đối với chúng sinh giải thích pháp vi diệu thâm sâu của chư Phật nói, khiến cho chúng sinh đều hiểu rõ. Bồ Tát chứng được môn Đà La Ni nhiều hàng trăm vạn A Tăng kỳ, cũng đắc được môn tổng trì nhiều như số hạt bụi, cũng giống như biển lớn. Bất cứ nước sông hồ ao ngòi đều chảy vào trong biển cả, thọ các mưa, tức là mưa lớn mưa nhỏ đều vào trong biển cả hết.
tổng trì tam muội đều thanh tịnh. Trong một niệm thấy nhiều vị Phật, chỗ mỗi vị Phật đều nghe pháp, lại dùng diệu âm mà diễn sướng. Tổng trì tam muội là chánh định chánh thọ, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, đều là thanh tịnh không nhiễm. Bồ Tát có thể ở trong một niệm thấy được vô lượng nhiều vị Phật. Ngài ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật, đều lắng nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Ngài nghe Phật pháp rồi thì dùng âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn của Ngài, đối với chúng sinh dễ nói rất rõ ràng. Nếu muốn 3.000 đại thiên giới giáo hóa tất cả các quần sinh như mây răng bùa rộng lớn khắp, tùy căn dục họ khiến vui mừng. Nếu như Bồ Tát muốn ở trong 3.000 đại thiên thế giới giáo hóa khắp hết thảy các loại chúng sinh, thì giống như mây trên trời răng bùa đầy khắp hư không, chẳng có chỗ nào mà không có mây. Tuy nói là vô lượng số chúng sinh, nhưng Bồ Tát đều tùy theo căn tánh của họ giáo hóa từng người, khiến cho mỗi chúng sinh đều được pháp hỷ sung mãn. Đầu lông Phật chúng đồng vô số, chúng sinh ưa thích cũng vô cực, ứng với tâm họ cho pháp môn, tất cả pháp giới đều như vậy. Ở tại mỗi đầu sợi lông đều có vô số hóa Phật, cũng không biết bao nhiêu hóa chúng sinh. Chúng sinh ở trong vô lượng A Tăng Kỳ cõi nước, tâm ưa thích của họ cũng vô lượng đến vô cực. Bồ Tát đều có thể thích ứng với tâm lý của họ mà ban cho họ pháp môn, khiến cho họ đều thích ý tu học. Tình hình giống như vậy chẳng phải giới hạn tại một thế giới, mà là khắp cùng mười phương thế giới. Trong tất cả cõi nước chư Phật cũng đều như vậy. Bồ Tát siêng thêm sức tinh tấn, lại được công đức càng tăng thắng, văn chỉ đủ loại các pháp môn, như đất giữ được tất cả giống. Bồ Tát chuyên cần tinh tấn, tăng thêm sức tu học, do đó đạt được công đức, càng ngày càng tăng thêm thù thắng. Tại đạo tràng của mười phương chư Phật, văn trì các thứ pháp môn vi diệu, diệu dụng của nó giống như mặt đất, giữ gìn được vạn vật, sinh trưởng tất cả vạn vật. Mười phương vô lượng các chúng sinh đều đến gần gũi ngồi trong hội, một niệm tùy tâm đều vấn nạn, một âm đối khắp đều thỏa mãn. Mười phương thế giới vô lượng vô số chúng sinh, mọi người đều đến pháp hội của Phật, gần gũi chư Phật, cung kính ngồi đó lắng nghe thuyết pháp. Những chúng sinh đó đều đưa ra vấn đề khó khăn mà họ không hiểu, thỉnh cầu Bồ Tát giải đáp. Bồ Tát ở trong một niệm đều minh bạch hết ý nghĩa của họ. Bồ Tát dùng một thứ âm thanh trả lời khắp hết tất cả mọi người, làm cho họ thảy đều được mãn nguyện. Chủ nơi điện này làm pháp vương, tùy cơ giáo hóa không nhàm mỏi, ngày đêm thấy Phật chưa từng bỏ, vào sâu tịch diệt trí giải thoát. Bồ Tát trụ tại thiện huệ địa thứ 9, có thể làm vua trong các pháp, pháp vương. Giáo hóa chúng sinh, biết căn tánh chúng sinh để nói pháp cho họ nghe, nghĩa là đáng dùng thân gì độ được thì hiện thân đó vì họ nói pháp. Giáo hóa cho họ minh bạch Phật pháp, chưa từng sinh tâm nhà mỏi. Bồ Tát ngày đêm đều được thấy nhiều vị Phật, nhưng ngài chưa từng xả bỏ không thấy Phật, dù chỉ trong một niệm. Bồ Tát vào sâu trí huệ thường tịch diệt và pháp môn chân lý giải thoát. Cúng dường chư Phật thiện thêm sáng, như mũ báu đẹp trên đầu vua, lại khiến chúng sinh phiền não diệt, ví như phạm vương quang chiếu khắp. Bồ Tát siêng năng cúng dường mười phương chư Phật, đắc được thiện căn ngày càng sáng tịnh, giống như mũ báu đẹp trên đầu của Chuyển Luân Thánh Vương. Mũ báu của các ông vua nhỏ và thần dân không thể nào so sánh được, lại hay khiến cho vô minh phiền não của chúng sinh đều diệt trừ sạch, như quang minh của Đại Phạm Thiên Vương chiếu khắp đến 2.000 thế giới. Trụ đây thường làm Đại Phạm Thiên, đem pháp tam thừa dạy chúng sinh, làm các thiện nghiệp ích lợi khác cho đến sẽ thành nhất thiết trí. Bồ Tát trụ tại thiện huệ địa thứ 9, dùng công đức trí huệ, thần thông diệu dụng của Ngài, phần nhiều thị hiện làm Đại Phạm Thiên Vương. Ngài đem phương pháp thành văn duyên giác Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh của Ngài, làm tất cả đều là thiện nghiệp lợi ích khắp tất cả chúng sinh, cho đến tương lai những chúng sinh đó đều có thể sẽ thành Phật. Một niệm nhậm vào các tam muội A Tăng Kỳ cõi số hạt bụi, thấy Phật thuyết pháp cũng như thế, nguyện lực mà làm nhiều hơn trên. Bồ Tát ở trong một niệm có thể nhập vào tất cả tam muội, ở trong một niệm có thể đến A Tăng Kỳ cõi nước nhiều như số hạt bụi, ở trong một niệm có thể thấy được vô lượng số các đức Phật, cũng có thể ở trong một niệm diễn nói diệu pháp đối với vô lượng số chúng sinh. Thần thông diệu dụng này là nhẹ mà dễ dùng. Nếu nói về sức nguyện lực mà Ngài đã phát ra trong quá khứ thì sẽ nhiều hơn số trên đây. Đó là thiện huệ địa thứ 9, chỗ tu hành Bồ Tát đại trí, thâm sâu vi diệu khó thấy được. Tôi vì Phật tử đã nói xong. Tất cả những gì đã nói ở trên
là cảnh giới quá trình tu học địa thứ 9 của Bồ Tát Thiện Huệ Địa, cũng đúng là pháp môn tu hành của Bồ Tát Cửu Địa có đại trí huệ. Pháp môn này thâm sâu vi diệu, không dễ gì thấy được. Hiện tại tôi đã vì các vị Phật tử nói xong rồi.